Chỉ những người dùng iPhone đời cũ tại Mỹ mới có cơ hội nhận được món quà này từ Apple. Theo Reuters, Apple đã đặt thỏa thuận với tòa án, qua đó sẽ bồi thường tối đa 500 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc táo quyết cố tình làm chậm các thế hệ iPhone đời cũ khi công ty này ra mắt thế hệ iPhone mới, qua đó buộc người dùng phải thay pin mới hoặc mua iPhone thế hệ mới. Apple chấp nhận bồi thường cho mỗi người dùng iPhone đời cũ tại Mỹ 25 USD. Apple đã phủ nhận hành vi sai trái của mình, song vẫn chấp nhận bồi thường nhằm tránh một cuộc tranh chấp pháp lý tốn kém. Nói thêm về thỏa thuận này, Apple sẽ bồi thường cho mỗi người dùng iPhone đời cũ 25 USD, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số lượng iPhone đủ điều kiện. Tổng số tiền bồi thường tối thiểu sẽ là 310 triệu USD, nên nếu có càng ít người đòi bồi thường, số tiền họ được lĩnh sẽ càng nhiều. Song nếu tổng số người đòi bồi thường nhiều hơn 500 triệu USD, số tiền mỗi người được lĩnh sẽ ít hơn. Tuy nhiên chỉ có những người iPhone đời cũ tại Mỹ mới có thể hưởng số tiền này. Phạm vi bồi thường theo thỏa thuận này gồm chủ sở hữu iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus hoặc xe chạy hệ điều hành iOS 1021 trở lên và iPhone 7, 7 Plus cài đặt iOS 11.2 hoặc mới hơn trước ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Mỹ. Thỏa thuận bồi thường này sẽ có hiệu lực khi thẩm phán Edward Gerviller tại San Jose, California, Mỹ phê chuẩn, dự kiến thời điểm phê chuẩn vào ngày 3 tháng 4 tới đây. Apple phủ nhận hành vi sai trái trong việc làm chậm iPhone đời cũ trong vẫn chấp nhận bồi thường. Trước đó, tại Pháp, Apple cũng đã đồng ý bồi thường 25 triệu USD vì cáo buộc làm chậm các thiết bị iPhone đời cũ. Video liên quan vào năm 2017, Apple đã đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị phát hiện làm chậm các thế hệ iPhone đời cũ. Lý giải về hành động trên, Apple cho biết điều này hoàn toàn vì mục đích giúp người dùng có được những trải nghiệm tốt nhất trên chiếc iPhone của mình. Theo Apple, pin lithium-ion trên iPhone sẽ giảm dần dung lượng theo thời gian, giảm khả năng tích điện của nó. Vì vậy, Apple giảm hiệu năng của thiết bị nhằm kéo dài thời gian sử dụng pin cho mỗi lần sạc. Nhờ thế chiếc điện thoại sẽ hạn chế rơi vào tình trạng đang dùng thì sập nguồn. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng đã không chấp nhận lời giải thích này của Apple. Hàng loạt các đơn kiện Apple đã được gửi lên tòa án tại nhiều bang của nước Mỹ, cũng như một số quốc gia khác. Apple nói rằng việc giới hạn hiệu suất các thế iPhone cũ nhằm giúp người dùng có được trải nghiệm tốt nhất. Sự việc căng thẳng đến mức CEO Tim Cook đã phải đứng ra xin lỗi. Cùng với lời xin lỗi, Apple còn cho người dùng các mẫu iPhone 6 trở lên thay pin mới với giá chỉ 29 USD, thay vì 79 USD trong vòng một năm đã kết thúc. Ở thời điểm 31 tháng 12 năm 2018, ngoài ra, trong các phiên bản iOS mới, trong phần cài đặt người dùng, sẽ có tùy chọn có hay không việc vô hiệu hóa điều chỉnh hiệu suất máy. Nếu chọn không, người dùng sẽ phải đối diện nguy cơ máy bị sập nguồn do pin đã bị chai. Theo Thùy An trên PTV News Let's Blog Ask Why.